Hello, xin chào cả nhà. Bé tên là Dot. Hiện tại Dot đã được 1 tháng tuổi. Cảm ơn cả nhà đã đến thăm Dot. Mời cả nhà ngồi xuống đây dùng trà và nghe Dot kể chuyện về cuộc đời của Dot. Dot vốn dĩ sinh ra ở nông trại Penny. Không biết Dot có ngỗ nghịch hay phá phách gì không, mà mới có 1 tuần tuổi hà mà chủ trang trại đã muốn bán Dot đi. Đó được mua đem về gia đình Nóc Farm Vlog. Đó được Nóc nhốt trong một cái phòng trống kế bên nhà bếp để tiện bề chăm sóc. Hơn nữa, đó còn phải bú bệnh. Xa mẹ và các bạn bè ở Penny Farm, đó buồn lắm chứ. Đó bị stress hết 1 ngày, bỏ bú luôn. Nhưng qua ngày hôm sau, đói quá khi thấy bình sữa là đó nhào vô chụp bình sữa. Mọi buồn phiền đều tan biến, thế là đời đã vui trở lại. Hàng ngày, mỗi khi Nóc rảnh, thì Nóc cho Dot ra ngoài chơi với chị Mickey và 2 bé gà. Chị Mickey là con gái, nhưng mà mập thù lù, chẳng có eo ọt gì hết, nên chẳng anh nào rớt. Nó chơi vậy thôi, chứ chị Mickey kén chọn dữ lắm. Gặp anh nào đến chị Mickey cũng gây chuyện hết trơn á. Nhưng đối với Dot, chị Mickey chơi rất là vui vẻ và thân thiện, chẳng hề sanh sự một chút nào hết. Và 2 tuần trôi qua, Dot đã lớn dần lên. Dot được Nóc đem ra ngoài trang trại để làm quen với lại các dì lớn tuổi và các bạn cùng trang lứa của Nóc Farm Vlog. Mọi thứ đều xa lạ đối với Dot. Dot ngượng ngùng đi làm quen để kết bạn. Sau khi làm quen thì Dot biết đây là 2 thằng anh lớn hơn Dot 1 tuần tuổi. Nó có mẹ nên nó bú tối ngày, không phải giống như Dot bú bình phải có giờ giấc. Còn 2 thằng này thì nhỏ hơn Dot 1 tuần tuổi, nhưng nó lại bự hơn Dot rất nhiều. Vì nó có một người mẹ chăm sóc nó rất là kỹ. Từ ngày ra farm thì Dot thường hay chơi với thằng bé tí teo, thằng út nhất của gia đình Nóc Farm Vlog. Thằng bé tí teo này cũng có hoàn cảnh thật là đáng thương. Hôm nào Dot sẽ kể cho cả nhà nghe. Là phận mồ côi, rất là tuổi thân, nhiều khi muốn chơi với 2 đàn anh nhưng bị mẹ của chúng quánh hút vô cái bụng đau lắm. Bù lại thì đó được Nóc dành cho tình thương nhiều hơn. Đó được Nóc cho bú sữa bình ngày 3 bữa và được Nóc bảo vệ che chở khi thấy bị ăn hiếp. Thỉnh thoảng được thả ra ngoài khỏi vòng rào để đi chơi cùng với Nóc. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe câu chuyện của Dot. Rất vui lòng được sự góp ý và bình luận của cả nhà, cũng như rất mong được sự ủng hộ đăng ký cho Dot và Nóc Farm Vlog. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại câu chuyện kế tiếp. Bye bye.